Xin chào mọi người nhé. Hôm nay xe máy Hoàng Anh, địa chỉ là 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Hôm nay bên mình vừa về, có thể nói là một siêu phẩm luôn. Đó là chiếc xe Honda CB150R. Thì chiếc xe này mới đăng ký được có chưa đến một tuần và đi được số km tổng số km là 157 km ạ. Tại sao nói thế? Bởi vì là cái xe này thì là của một bác cũng có tuổi rồi, bác ấy sinh năm 1973 và bác ấy theo cái sở thích của bác ấy, thích mắt thôi, thì bác ấy đến cái head của Honda thì bác ấy thấy rất là thích thì bác ấy mua và sau khi mang về sử dụng trong thời gian chưa đến một tuần thì bác ấy thấy rằng là nó không hợp với cả cái cách sử dụng của bác ấy, cho nên là bác ấy mang ra bác ấy bán và bác ấy đi mua lại cái chiếc xe Honda SH. Đó là tại sao mình có thể mua được chiếc xe nó mới đến mức độ như thế này. Cái xe này có thể nói là nó mới đến 99,99% luôn. Nó như là trong hãng dắt ra nhé. Và đây nhé, bắt đầu này, quay từ cái biển, public cái biển nhé, 15B40740782, 15B40782. Xe đăng ký biển nội thành, thành phố Hải Phòng. Đấy, mình quay tổng thể ra phía ngoài cho các bạn nhìn cái tổng thể của xe đã. Sau đó thì mình quay vào cận cảnh từng chi tiết để cho các bạn biết cái độ mới của xe. Thực ra cái xe này nó coi như là cái xe vừa mới dắt ở hãng ra thôi ạ. Nó mới đến 99,9% nên không có cái gì để phải nói đâu ạ. Không một vết xước chảy nhỏ hay là một vết va chạm hay đổ ngã là không bao giờ có. Xe mới. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay cái đầu tiên là cái đồng hồ. Từ từ anh ơi, đợi anh một tí. Cái đồng hồ nhá. Đây, mình sẽ quay cái đồng hồ trước này. Hai cái chìa khóa thì còn nguyên cả tác giấy này nhá. Hai chìa khóa, một cái còn chưa sử dụng này. Đây, số km đây ạ. Total là 157 km ạ. Đó là cái số km xe này đã sử dụng mà. Rất ít đúng không ạ? Hai chìa khóa còn nguyên zin này. Và tag của nhà sản xuất vẫn còn này. Cốt của nhà sản xuất đây ạ. Đó. Và hai chìa khóa nguyên zin này. Đây. Bên tay côn này. Các bạn cứ chú ý thật kỹ nhá. Mình quay thật cụ thể cho các bạn xem luôn ạ. Đợi anh một tí Hiển ơi. Đây. Tiếp theo nữa, bên tay phanh, các bạn nhìn rõ tay phanh đúng không ạ? Rồi, bình xăng này, khóa bình xăng này, nắp bình xăng mới cứng nhá. Rồi, quay đến cái đầu của Ford thì các bạn đã thấy nó mới chưa? Tất cả mọi thứ đều nguyên zin của nhà sản xuất nhá. Xe mới đăng ký được có 7 ngày thì chắc chắn là nó phải mới rồi, nó phải siêu mới rồi. Như mình có quay cái video của ngày hôm qua về một chiếc xe CB150R này biển Hà Nội đấy, thì là mình đã nói qua tất cả những tính năng kỹ thuật của xe rồi, thì chắc các bạn cũng đã được xem rồi. Thì bây giờ mình chỉ quay cái độ mới của cái xe này thôi, chứ mình không giới thiệu thêm về những cái kia nữa. Đấy, cái ốc trục đấy, ốc trục và bánh trước này. Đây nhá, đây là cái ta lông lốp này và cái chỉ lốp này. Các bạn nhìn chỉ lốp là vẫn còn thẳng tắp nhá, chưa có một vết nào gọi dẹo vạ vọ cả. Rồi sang bên này nhá. Đây, các bạn xem là cái vòng ABS với cả cái ốc trục bên này đây ạ. Nó có mới không ạ? Đĩa phanh thì coi như mới 100% nhá. Chưa có một vết gờ bởi vì nó đi có 157 cây thôi ạ. Đây, củ phanh đây ạ. Tuyệt đối mới nhá. Cam kết mới 100% luôn chứ không phải 99% nữa đâu ạ. Còn đây, bên này đây ạ. Các bạn cứ nhìn thật kỹ luôn cái của Ford ạ, và cái chảng ba đấy, những con ốc các bạn nhìn thấy chưa, vẫn còn nguyên cả những cái vết tác của nhà sản xuất nhá. Này, quay đến cái hông này, ốp hông này, bình xăng này bên kia bình xăng luôn cho nó dễ này, quay một lần không quay lại nữa cho đỡ mất thời gian này. Đó rồi nhá, bây giờ ốc hông bên tay trái này. Đây, cái lườn xe đây ạ. Lườn xe này. Đấy, tem và lườn xe nhá. Tem này, lườn xe này. Mình quay luôn sang bên tay phải cho các bạn xem luôn này. Xong sau đó mình sẽ xuống cục máy. Đẹp quá đẹp đúng không ạ? Một sản phẩm nó còn coi như là mới, vừa mới xuất hãng ra, chắc chắn là nó phải mới và đẹp rồi ạ. Đây, các con ốc đây. Cục máy đây. Đi xuống từng chi tiết. Đấy, những cái ốc treo máy này vừa mới dắt ở hãng ra như thế nào thì xe nó đúng là như thế luôn.
đấy, những con ốc treo máy đấy. Đấy, các bạn cứ nhìn kỹ cho từ từ ạ, mình quay rõ ràng đấy ạ, nét căng luôn. Đấy, ốc treo máy này, bên này là bưởi côn này. Đấy, những cái tay, cái để chân này, cái gác chân này, các bạn nhìn cái gác chân nó như thế này, thì có phải là nó mới đến 100% không? Đúng không ạ? Này, bình dầu sau thì nó còn chưa có một vết đen vào trong cái nhựa luôn. Để chân sau này. Đấy, để chân sau đây ạ. Đó, ống bô đây. Đây thì các bạn nhìn cái ống bô nó mới như này chưa, đúng không ạ? Rồi đi luôn ra sau luôn cho nó tiện. Cái lốp này, lốp Sportmart thì khá là ngon rồi. Đun lốp thì quá ngon rồi. Cùng phanh sau này, đĩa phanh này. Đĩa phanh các bạn đã nhìn thấy có vết nào không ạ? Không có một vết nào đúng không? Đây còn đây là trục nhá, ốc trục đây. Có phải là mới 100% không ạ? Đây ạ. Có đúng là mới 100% không ạ? Chính xác luôn nhá. Đây, quay sang bên này luôn. Nhìn bên này luôn. Đấy. Ốc đấy ạ. Ốc trục sau với cả cái bộ nhông xích. Lốp đây. Lốp nó quá mới luôn, bởi vì chạy thì coi như là 100% mới. Để chân sau này. Đấy, để chân sau các bạn nhìn rõ nhá. Đấy, đẩy chân đằng trước này. Mình gạt lên này cho các bạn xem này. Quá đẹp đúng không? Này, càng số này. Che bên càng số này. Rồi bên này này, các bạn nhìn này. Đây. Tem của nhà sản xuất còn nguyên nhá. Đây, ốc nhái đây. Cục máy đây. Đấy, thì cái chiếc xe này thực ra mà nói thì mình quay thế này để cho các bạn biết thôi, chứ còn các bạn đến các bạn xem thì các bạn hiểu ngay rằng là nó mới hay không mới luôn. Chiếc xe này thì với mà một cái xe mà người ta đi mới có 100 cây số thì nó quá mới rồi ạ. Không có cái gì để mà chê trách được của nó cả. Trừ những cái trường hợp mà là xe nó đâm đổ va quệt thôi, chứ còn nếu mà nó không đâm đổ va quệt thì chẳng bao giờ nó phải sợ là nó bị làm sao cả. Và tất cả cái tính là cái sổ bảo hành hay cái gì của xe này đều còn nguyên trên hãng nhá. Đều còn nguyên đầy đủ tất cả các cái tem mác bảo hành luôn. Và thì chiếc xe này thì hãng đang bán ra với giá bán là 99 triệu. Bên mình bán ra chiếc xe này, mình xin nhắc lại này. Mình xin nhắc với các bạn này, xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dư Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0905958889. Bên mình đang bán ra chiếc xe Honda CB 150R biển kiểm soát 15B404782. Và đi cái chiếc xe này là mới đăng ký được 1 tuần và đi 157 km, cái điều này là mình cam kết nhá. Chính chủ một chủ sử dụng từ đầu, biển nội đô thành phố Hải Phòng, với giá bán là 77,5 triệu nhá các bạn nhá. Các bạn tiết kiệm được tính ra là 30 triệu đấy ạ. Mình xin nhắc lại là bên mình bán ra với chiếc xe này với giá bán là 77,5 triệu đồng nhá các bạn nhá. 77,5 triệu đồng là các bạn có một chiếc xe CB 150R mới cứng 100% rồi ạ. Đấy. Thế thì mà kính mời các bạn, nếu như mà các bạn nào ở gần địa chỉ cửa hàng hoặc trong thành phố Hà Nội và các cái tỉnh lân cận của phía Bắc, thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem chiếc xe, để cảm nhận về độ mới của nó, cũng như là những cái trao đổi trực tiếp với mình về những chế độ bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng của chiếc xe này ở hãng. Rồi, thế thì mình xin dừng cái video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhé. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.